Hello, xin chào tất cả quý khách hàng cũng như anh chị em đã quay trở lại với kênh Hino Vlog. Mình là Quân, chuyên viên dự án công ty cổ phần Hino Vĩnh Thịnh. Thì công ty mình tọa lạc số 55 quốc lộ 13 Thuận An, Thuận Giao, Bình Dương. Thì công ty mình chuyên thiết kế và cho ra các dòng xe tải Hino tải trọng từ 1 tấn 9 tới 15 tấn. Thì hôm nay đứng trước mặt mình đây là con xe Hino FC 6 tấn rưỡi, mang số loại là Hino FC 9GGTC, được đóng thùng đông lạnh quyền Auto F2. Thì mình cùng các quý khách hàng đi theo dõi cái thùng xe đông lạnh này. Ví dụ quý khách hàng có nhu cầu đầu tư hay tư vấn thì cứ liên hệ em qua số line 0368 110040 để em hỗ trợ tư vấn, để đưa ra các cái loại thùng phù hợp với nhu cầu và giá cả của quý khách hàng. Rồi, anh chị em cùng mình khám phá con xe này nha. Rồi, lời đầu tiên em xin gửi chúc đến quý anh chị cũng như quý khách hàng đã theo dõi video em. Một năm mới 2022, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và thành công hơn, và để đầu tư nhiều thật nhiều xe tải Hino, mang lại là nhiều lợi nhuận nhất trong năm. Thì trước mặt em đây là con Hino FC, mang số loại FC9GGTC, đời 2022. Thì con này có tải trọng là tải trọng hàng hóa là 6 tấn 1, tổng tải trọng là 11 tấn. Kích thước lọt lòng của nó là 5m 570, chiều dài và chiều rộng là 2m120, còn chiều cao lọt lòng của nó là 2m065 nha anh em. Rồi thì mình sẽ đi chi tiết về con, về thùng xe cũng như là quay sơ về cảnh cabin 2022 cho anh chị nha. Thì nhìn tổng quan con xe này, thì dòng xe này là dòng xe Hino FC Series 500. Thì loại xe này là có kích thước thùng là ngắn nhất trong các dòng xe FC. Thì ngoài ra thì xe Hino FC có loại thùng là 6m7 và 7m2 nữa, nhưng mà dòng này đối với cái thùng đông lạnh thì sẽ là bán chạy nhất, vì kích thước thùng vừa phải giúp cho nhiệt độ trong thùng xe được giữ ổn định, và ngoài ra thì tải trọng của nó còn cao hơn. Với ví dụ quý khách hàng lấy cái thùng xe 6m7 thì tải trọng của nó chỉ còn có 5 tấn 7, tải trọng hàng hóa chỉ còn 5 tấn 7 thôi. Thì anh chị có cơ hội thì cứ liên hệ em qua số line để em tư vấn kỹ hơn nha. Rồi mình trực tiếp đi vào phần cabin xe đời 2022 đó. Thì xe đời 2022 được giữ mẫu thiết kế như những đời 2018 trở về đây. Thì thiết kế vẫn là cơ bản của Hino, logo thương hiệu Hino cũng như là series của nó. Thì đối với cái thùng quyền auto thì khi khách hàng lựa chọn thì sẽ có một cái ưu điểm, đó là sẽ được trang bị những bát bát chống trộm này, bát bát chống trộm logo cũng như bát những cái bát để giúp mình không bị trộm vặt. Đó, đây một điều quan trọng nhất là cái bát chống trộm nó nằm ở Boe. Thì hiện tại thì những cái bát này là giúp cho xe là không thể bị lấy trộm như những cái dòng xe khác. Tại vì đây những cái đầu ốc vít là được vôi keo hết rồi nên không bị trộm được, nên quý anh chị quý khách hàng yên tâm. Rồi thì xe được trang bị động cơ là 5.1, sẽ giúp cho quý anh chị vận hành một cách êm dịu. Ngoài ra thì khi mà xe kéo thêm một cái máy lạnh thì nó vẫn hoạt động ổn định nha anh em. Đó, thì mình sẽ đi vào bên trong cabin quay một số thông tin để mọi người cùng tham khảo nha. Xe đời 2022 bên mình đã kịp là bàn giao cho quý khách hàng đầu năm mới. Đây, cabin của nó vẫn là cabin đơn, là 3 chỗ ngồi và được trang bị radio và điều hòa quạt gió đầy đủ. Đó, anh chị có thấy không? Đó, ngoài ra thì sẽ có một bộ điều khiển của máy lạnh riêng. Khi anh chị mua xe ở quyền auto sẽ được trang bị những cái tem này giúp là anh chị vận hành là đúng này. Thì nó sẽ giúp anh chị vận hành không mà hư hao cũng như là hư hao máy lạnh đó, giúp cho xe hoạt động ổn định hơn. Và vô lăng và những cần gạt thì tiêu chuẩn như của xe Hino trước giờ. Rồi, nhìn chung về phần nội thất của cái xe này thì được trang bị đầy đủ các tính năng, từ tính năng an toàn tới những tính năng an toàn của xe, những cái cơ bản của xe, để giúp tài xế vận hành một cách
mượt mà, trơn tru và thoải mái khi lái xe. Rồi mình sẽ tiếp tục quay cái phần thùng cho anh em tham khảo nha. Rồi tiếp theo sẽ đi về phần thùng. Thì con xe này được trang bị máy lạnh là Thermal Master, xuất xứ là Hàn Quốc, T3000, và nhiệt độ trong thùng của nó là -18°C. Thì con này thì được trang bị máy lạnh T3000. Thì nếu anh chị quý hàng lấy cái thùng dài hơn thì sẽ được trang bị cái máy lạnh là T3500. Đối với cái thùng 5m7 này thì với máy lạnh T3000 thì đã đủ để giữ nhiệt độ trong thùng là -18°C rồi. Thì đối với thùng F2 này thì nó sẽ được trang bị như là đây, thì bao biên, bao góc là được làm tiêu chuẩn. Ngoài ra thì những cái cạnh này là cạnh nhôm chống oxy hóa. Rồi những cái phách form của thùng F2 là xuất xứ châu Á nha. Còn ví dụ anh quý khách hàng lấy cái dòng F1 thì là xuất xứ châu Âu. Thì độ dày của kiểu form là mặt trước là 100, mặt trước thùng á là độ dày là 85, còn trên là 110, còn những mặt còn lại là độ dày là 80. Đó, về phần đà dép, đà nhôm. Đó, quý anh chị khách hàng có thấy không? Được làm rất là. Và quyền thì có riêng một bộ kiểm tra chất lượng, nên là sau là con ốc được siết là sẽ được đánh dấu sơn giống như xe con vậy. Nên là những khách hàng hiện tại nó có ưu tiên sử dụng thùng quyền. Tuy giá cả là có hơi cao một xíu, nhưng mà bù lại thì anh chị được yên tâm và chế độ bảo hành cũng rất là tốt. Rồi về phần hông thì cản này chỉ là cản nhôm hoặc composite thôi, này không có mở lên được như cái dòng F1 nha. Rồi phần về thì về là về composite, được mình nối với cái đà dọc này đó, rất là mạnh mẽ và cứng cáp. Riêng phần về thì sẽ được là về của quyền auto. Rồi đây về sau thùng sẽ được trang bị là cản nhôm. Về đây là phần bên trong thùng của nó. Đây là đặc biệt của cái thùng quyền, là những cái cạnh sau này là được inox, làm bằng inox 3/4, là hai lớp, rất là chắc chắn cho quý khách hàng nha. Rồi đây là phần bên trong, thì bên trong sẽ được trang bị là hai đèn thông thùng và những cái thông số cũng như hướng dẫn sử dụng của quyền auto. Và đó, máy lạnh bên trong thùng. Rồi thì ở đây thì sẽ trong thùng sẽ được làm sàn inox 3/4 dập sóng và có hai máng nước trước sau, và có 4 lỗ thoát nước, 2 lỗ trước thùng và 2 lỗ sau thùng. Đó, thì đối với các thùng quyền thì các đường mối hàng được gia công một cách tỉ mỉ và được hàn và được mài bóng rất là bóng cho quý khách hàng luôn. Đó, nên quý khách hàng cứ yên tâm. Ngoài ra về những cái đường keo này, đó, đường keo được bắn rất tốt. Thì hiện tại đối với khách hàng này chở hàng nước nhiều thì khách hàng lựa chọn là sàn inox 3/4 dập sóng. Đối với những khách hàng không chở hàng nước nhưng vẫn cần thùng đông lạnh thì mình có thể cân đối, mình lấy cái sàn là sàn composite chống trượt thì nó sẽ tiết kiệm hơn chi phí cho mình. Đó, về phần lam đèn, được đèn sau thì sẽ được là trang bị các bát để bảo vệ đèn. Đó. Rồi, đây là cửa sau của thùng. Và các cái gài này là thương hiệu của quyền rồi, cái gài cửa sau. Đó. Thì sau thùng sẽ được dán cái tem phản quang đỏ bình thường thôi. Thì con xe này là thùng F2 nên không được trang bị cái phản quang bên hông xe. Thì có thể thấy cái phần lõm vô như thế này. Đó, những cái phần lõm như thế này. Nếu mà anh chị mua cái thùng F1 sẽ có một cái đường phản quang giúp xe được nhận biết khi đi trong tối dễ dàng hơn. Và đặc biệt nữa là về phần sau thùng quyền, lúc nào cũng có một cái tem bảo hành cho quý khách hàng. Thì nó sẽ có đây là loại thùng, kích thước phủ bì cũng như là thời gian xuất xưởng và hạn bảo hành. Thì bảo hành tại Bến Lức Long An. Rồi thì con xe này sẽ được đây. Thì con xe này được trang bị thêm đó là bảo vệ bình hơi này, thùng đồ nghề cũng như là bảo vệ bình đặc quy, được trang bị đầy đủ.
đó, nên là nhìn con xe tuy là xe F2 nhưng được trang bị rất là đầy đủ, nên xe rất là bắt mắt. Đây là phần cửa hông của con xe, thì phần cửa hông thì được trang bị đây là những cái bản lề bằng nhôm đúc và được làm âm trong các thùng đó, thì được trang bị đầy đủ các ổ khóa. Thì tổng quan về phần con xe Hino FC9GGTC thùng được đóng thùng đông lạnh quyền auto F2 đó, thì mình đã nãy giờ mình đã quay toàn cảnh cho anh em xem cái thùng đông lạnh quyền F2 này rồi. Hiện tại mức giá con này lăn bánh trọn gói thì tầm 1.4 tỷ và ngân hàng hỗ trợ được từ 900 đến 1 tỷ tùy vào tài chính của anh em. Thì anh em nào có nhu cầu đầu tư cứ liên hệ mình để mình tư vấn thêm nha. Thì ngoài những cái gì mình chia sẻ thì còn rất nhiều thứ đối với tùy nguồn hàng của anh em, nên mình sẽ tư vấn cụ thể hơn trong những trường hợp mà anh em chở những mặt hàng khác nhau, và mình sẽ cố gắng làm sao để đưa cái chi phí đầu tư xe cho anh em một cách dễ tiếp cận nhất để anh em đầu tư một con xe. Rồi, nãy giờ quý khách hàng cũng mình đi tham khảo chiếc xe Hino thùng đông lạnh quyền auto F2 này rồi. Thì quý anh chị, hiện tại thì Hino Vĩnh Thịnh có chương trình khuyến mãi đầu xuân năm 2022 thì tặng tiền mặt cho quý khách hàng, cũng như hiện tại thì xe Hino được bảo hành là 7 năm hoặc 500.000 km. Ngoài ra thì hiện tại thuế trước bạ nhà nước thì giảm cho xe tải thì còn là 1%, nên hiện tại quý anh chị có dự định đầu tư thì sẽ có cái mức giá hợp lý nhất trong thời điểm này. Rồi, anh chị còn một số thắc mắc nè, cứ liên hệ với em qua số hotline 0368110040 để nhận được ưu đãi của xe Hino năm 2022 nhé. Video của em đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong những video tiếp theo ạ.